Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với Cadence Channel. Hiện giờ là thứ Năm, ngày 28 tháng 12 năm 2023. Và sau đây là bản tin của ngày hôm nay. Xin được gửi đến quý vị. Hai người đã bị thiệt mạng trong một căn nhà ở Seoul Beach. Cảnh sát tìm thấy hai người lớn thiệt mạng chưa rõ nguyên nhân trong căn nhà ở Seoul Beach sáng thứ Tư 27 tháng 12. Khoảng 8 giờ rưỡi sáng thứ Tư thì cảnh sát đã tới một căn nhà ở trong khu số 600 đường Ocean giữa sông San Gabriel với Anaheim Bay sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ người thân sống ở tiểu bang khác của những người trong nhà đó. Sở cảnh sát Seoul Beach, viết tắt là SBPD, loan báo trên Facebook. Người thân đó báo cáo với cảnh sát rằng anh trai của họ đang có vấn đề với người mẹ cao niên của họ. Khi tới nơi thì cảnh sát không liên lạc được với ai ở trong nhà và cảnh sát vô nhà kiểm tra. Sau khi tìm thấy cánh cửa không khóa, trong nhà cảnh sát tìm thấy hai người lớn thiệt mạng. Cảnh sát chưa rõ lý do hai người này chết và cũng không nói họ tìm thấy vũ khí nào ở hiện trường. Tính tới sáng thứ Năm thì vẫn chưa có thông tin gì về danh tính của hai người này. SBPD và Văn phòng Giảo nghiệm Tử thi Orange County đang điều tra sự việc. Cảnh sát của tiểu bang Kansas vừa mới bắt được 8 người, trong đó có một cô gốc Việt. Tin từ thành phố Liberty thuộc tiểu bang Kansas. Cảnh sát của thành phố Liberty đang nỗ lực bắt tất cả những kẻ trộm cắp và những tên móc túi để cộng đồng được an toàn. Những nỗ lực gần đây nhất của cảnh sát đã được đền đáp khi cảnh sát đã bắt được 8 người, trong đó có một cô gốc Việt. 8 người này đều bị buộc tội trộm cắp ở những cửa hàng. Và sau đây là danh tính của 8 người: Teresa Chan, Devin McLean, Ryan Anderson, Jennifer Hinrich, James Dietering, Lorella Delio, Aaron Broden và cuối cùng là Joe Beth Stanford. Cảnh sát đã chia sẻ thông tin chi tiết về vụ bắt giữ của họ thông qua mạng xã hội vào hôm thứ Tư, ngày 27 tháng 12 năm 2023. Vào cuối tháng 11, cảnh sát cũng đã bắt giữ được 7 người, trong đó có Melissa Munoz Chavez, Brandy Childress, Jerry L. Lewis, Ivy R. Carey và 3 thiếu niên vì cáo buộc trộm đồ trong cửa hàng. Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ, Đại úy Matt Kellogg đã nói với một đài báo địa phương rằng sở cảnh sát sẽ tăng cường nhân sự tuần tra mỗi ngày nhắm mục tiêu vào các khu mua sắm Liberty Commons và Liberty Triangle cũng như các khu mua sắm lớn khác ở những nơi khác trên toàn thành phố Kansas City thuộc tiểu bang Kansas. Tình trạng trộm cắp càng ngày càng gia tăng trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là những tiểu bang phán tội nhẹ cho những kẻ ăn cắp như là California. Những tên trộm cắp ở thành phố Liberty đã ăn cắp hàng chục ngàn đô la tiền hàng hóa, và con số này sẽ còn gia tăng nếu cảnh sát không làm gì hết. Ông Kellogg nói, quý vị sẽ càng ngày càng nhìn thấy nhiều cảnh sát tuần tra hơn ở trong những khu shopping lớn. Hiện giờ thì cảnh sát đang truy lùng một tên ăn cắp có tên là Pedro Hernandez Diaz, 43 tuổi, và Rosa Rodriguez Ponce, 49 tuổi. Hai tên này được nghi là đã móc túi của rất nhiều người khi họ đi mua sắm ở những cửa tiệm. Theo báo cáo của cảnh sát thì hai tên này đã ăn cắp trên 58.000 USD, tiền mặt và tiền thẻ tín dụng. Một thiếu niên 17 tuổi ở Texas lái xe gây ra tai nạn và làm 6 người chết. Một chiếc xe pickup truck đâm thẳng vào đầu của một chiếc xe van trên đường cao tốc ở phía bắc của Texas, khiến 6 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng, nhà chức trách cho biết vào hôm thứ Tư 27 tháng 12 theo hãng tin AP. Sở cảnh sát Johnson County cho biết vụ tai nạn chết người này xảy ra vào hôm thứ Ba gần Claiborne, cách Fort Worth khoảng 33 dặm, tức là 53 cây số về phía nam. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một chiếc xe pickup truck hiệu Silverado đi về hướng nam do một thiếu niên 17 tuổi từ thị trấn Glen Rose ở gần đó lái, đã đi vào làn đường hướng bắc trong khu vực cấm vượt và đâm thẳng vào đầu của một chiếc xe van Honda Odyssey. Vụ tai nạn đã làm thiệt mạng tài xế xe van 28 tuổi là cư dân Irving, Texas và 5 hành khách trên xe trong độ tuổi từ 9 đến 64, tất cả đều ở Alpharetta, Georgia. Hành khách thứ 7 ở trên xe van là một thanh niên Georgia 26 tuổi và hai thanh niên 17 tuổi trên xe pickup truck được chở đến bệnh viện Fort Worth trong tình trạng nguy kịch. Tên của những người chết và bị thương chưa được công bố. Giới chức Bộ An toàn Giao thông Texas vào hôm thứ Ba, thứ Tư làm việc với phía Georgia để tìm kiếm gia đình của các nạn nhân và nhận dạng họ.
bộ sạc EV đầu tiên do Liên bang tài trợ đã vận hành tại Ohio. Tiến trình chuyển đổi từ xe điện sang xe xăng sẽ không thể diễn ra nhanh chóng ở Mỹ nếu không có những tác động từ phía chính phủ. Lý do là vì Hoa Kỳ đã quá quen phụ thuộc vào xăng dầu. Một trong những việc quan trọng cần làm để khuyến khích xe điện chính là xây dựng thêm nhiều trạm sạc trên toàn quốc. Theo trang mạng xe hơi AutoWeek.com, chính quyền Biden ngay từ những ngày đầu tiên đã cam kết phát triển mạng lưới sạc trên toàn quốc với ngân sách là 7.5 tỷ đô la, tiền thuế được phân bố từ đạo luật cơ sở hạ tầng trị giá là 1.000 tỷ năm 2021. Trị giá là 1.000 tỷ vào năm 2021. Vào trung tuần tháng 12, bộ sạc đầu tiên do Liên bang tài trợ hiện đã chính thức vận hành tại thành phố Columbus, Ohio, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng mạng lưới sạc EV trên toàn quốc. Theo kế hoạch của chính phủ, sẽ có tổng cộng 500.000 bộ sạc được xây dựng có sự hỗ trợ của Liên bang. Việc bổ sung thêm nhiều bộ sạc dọc hành lang khu vực Trung Tây này là một kế hoạch đáng hoan nghênh đối với người dân địa phương cũng như khách du lịch. Thống đốc Ohio là Mike DeWine xác nhận trạm sạc mới được đặt tại một trạm dừng chân du lịch tại xa lộ Liên bang 70 cách Columbus khoảng 25 phút về phía Tây. Tòa Bạch Ốc cũng cho biết nhiều trạm sạc đang được xây dựng ở Vermont, Pennsylvania và Maine với nhiều trạm sạc tốt trên khắp khu vực ba tiểu bang và Massachusetts. Những bộ sạc vùng nông thôn này sẽ giúp liên kết bờ đông cho những người đi xe điện. Ohio đã nhận được 140 triệu đô la trong tổng ngân sách liên bang trị giá 7.5 tỷ và đã sử dụng khoảng 18 triệu đô la trong số đó để xây dựng các trạm mới này. Các công ty như Pilot Travel Centers, TS Midwest, Francis Energy, Major Stars, EVgo Services, ChargeNet Station và Equivalent Shell cũng đã hợp tác đóng góp thêm 6 triệu đô la. Chính quyền Biden cho biết hiện nay trên toàn nước Mỹ có khoảng 165.000 bộ sạc, bao gồm khoảng 32.000 bộ sạc nhanh DC tính đến tháng 7 vừa qua. Số lượng cổng sạc nhanh đã tăng hơn 70% kể từ khi ông Biden nhậm chức. Theo kế hoạch, 50% doanh số bán xe mới sẽ là xe điện hoặc là xe hybrid vào năm 2030. Tòa Bạch Ốc muốn có một mạng lưới trạm sạc trên xa lộ với khoảng cách không quá 50 dặm. Việc khánh thành trạm sạc đầu tiên được Liên bang tài trợ là một cột mốc quan trọng đầu tiên để tạo ra một hệ thống giao thông được điện khí hóa thuận tiện, giá cả phải chăng và đáng tin cậy. Bất chấp một số phản đối, chính quyền Biden cho biết tất cả 50 tiểu bang đều đang chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang xe điện. Mặc dù tiến trình có sự khác biệt đáng kể giữa các tiểu bang, California vẫn là tiểu bang đi đầu với khoảng 35.000 cổng sạc đang hoạt động. Việc đặt nhiều trạm sạc tại các trạm xăng, trung tâm mua sắm và nhà hàng sẽ là chìa khóa để mở rộng thị trường xe điện. Bỏ hai em bé ở trên xe và khóa cửa lại tại siêu thị ở Tustin, cha mẹ đã bị bắt. Một đôi vợ chồng bị bắt vào tối thứ Ba 26 tháng 12 vì nghi là bỏ hai đứa con sinh đôi còn nhỏ trên xe khóa cửa ngoài bãi đậu xe siêu thị ở Tustin, cảnh sát cho hay, theo nhật báo The Orange County Register. Không lâu sau 8 giờ tối thứ Ba thì cảnh sát nhận được tin báo có hai đứa bé bị bỏ trên xe ngoài bãi đậu xe siêu thị Target trong khu 2300 đường Park. Trung sĩ Ryan Newton của sở cảnh sát Tustin cho biết, khi tới nơi thì cảnh sát thấy bé trai và bé gái, có lẽ là anh em sinh đôi 1 tháng tuổi, trên ghế trẻ em, theo ông Newton. Sau khi cảnh sát không liên lạc được với cha mẹ hai đứa bé, thì lính cứu hỏa Orange County phá cửa xe đưa hai đứa bé ra, ông Newton cho hay. Hai đứa bé được chở đi bệnh viện nhi đồng Orange County ở Orange để đề phòng. Ông Newton cho biết, theo báo cáo hai đứa bé không bị thương. Cảnh sát đứng chờ cha mẹ hai đứa bé quay lại xe rồi bắt giữ vì tội bỏ bê trẻ em. Để hai em bé trên xe là rõ ràng không an toàn, ông Newton nói. Không nên để trẻ em một mình bất cứ lúc nào, dù ở nhà hay trên xe. Cảnh sát thông báo với cơ quan bảo vệ trẻ em, nhưng sau khi xác định không còn mối nguy hiểm nào, giới chức giao hai đứa bé lại cho cha mẹ. Sau khi hai người này được thả ra, ông Newton cho hay, vụ này sẽ được chuyển sang biện lý của Orange County để xác định cần truy tố hình sự không, ông Newton nêu thêm. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp, mong quý vị comment ở bên dưới và đừng quên nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn.
Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại.